Hello, Công Trần xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục theo chân bà lão già, bà thường sống lang thang ngoài đường ấy các bạn. Hàng ngày mấy đêm bà lượm ve chai. Hiện nay mình đang theo chân bà đi bán ve chai các bạn. Bà là Nguyễn Thị Chu Long, bà hiện năm nay là 81 tuổi các bạn. 81 tuổi nhưng mà nghị lực sống của bà rất vui vẻ, bà rất lạc quan và yêu đời. Mình đã tiếp tục theo chân bà đi xe đạp mà 81 tuổi, các bạn thấy không? Bà đi quá nhanh luôn, mình đi không lại luôn. Mời quý vị và các bạn theo chân mình nhé, mình đi xem bà đi bán ve chai trong chỗ này được bao nhiêu tiền trong thành quả trong một ngày. Mình thấy bà cũng có được một sức khỏe rất tốt. Bà ơi, bà đi bán ve chai bà? Bà đi bán ở mãi đâu đấy? Trong Vựa hả? Gần đây không bà? Gần đây không? Gần hả? Thế bà đi, con đi theo bà xem sao nhá. Bà nhìn là khuôn mặt bà có lẽ là phơi mưa phơi nắng rất khắc khổ các bạn. Nhưng mà bà rất lạc quan và yêu đời. Hôm bữa buổi tối mình trò chuyện với bà một bữa, bà ngủ ngoài đường ấy các bạn, bà đã khóc rất nhiều. Bạn thấy không? Bà 80 mấy tuổi rồi mà vẫn còn dắt một xe chở rất nhiều hàng công cảnh. Bữa nay mình theo chân bà xem bà bán bữa nay xem được nhiều tiền không. Mình đi bộ theo bà mà có lẽ là mình cũng đã mệt rồi các bạn. Vì mình cũng thường xuyên ít khi đi bộ. Có lẽ sức khỏe của bà rất tốt. Cho mình đi bộ theo bà này. Mình đi hết ngày nọ qua ngày kia có lẽ mình theo bà không nổi. Tuy mình còn rất trẻ nhưng mà bà đã rất rất lớn tuổi các bạn. Có lẽ quãng đường cũng hơi xa ấy các bạn. Mình đi bộ từ nãy giờ mà cũng chưa thấy gì cả, dù rằng đôi chân rất mệt mỏi mà mình thấy bà đi băng luôn này các bạn. Bà hiện nay cuộc sống bà cũng rất khó khăn đấy các bạn. Tuy là bằng bà ngoài 80 tuổi, hàng đêm này bà phải ngủ ngoài đường, bà phải đi lượm từng cái chai một các bạn, để bà kiếm tiền. Bà nuôi một người con gái cũng ngoài 40 tuổi này, hiện nay cũng nói chung là cũng không được bình thường cho lắm các bạn. Đây là có lẽ bà đã đi gần đến chỗ bữa bé trai các bạn. Thưa quý vị các bạn, đây cái tờ giấy này bà bán đây này các bạn. Tổng cộng là giấy và lon các thứ các bạn,
tổng cộng là được 40.000 bà. Đây, được 40.000 một ngày á bà. Đây là công sức của bà một ngày luôn à? Hai ngày được 40.000, trời ơi. Đó, thế cho nên là mình hôm nay mình muốn đi theo chân bà để xem bà bán được bao nhiêu tiền trong vòng thời gian của bà được 2 ngày. Đấy, để cho đấy cho mọi người biết được cái cảnh bà cuộc sống mà cũng rất khó khăn đấy, các bạn hình dung không? Nhưng bà rất kỷ lực, và nên là bà có sức khỏe, công nhận bà sức khỏe tốt mà bà rất yêu đời, vui vẻ, dễ thương đấy. Quý vị các bạn có thấy không ạ? Mình thấy bà nói chung là bà cũng rất vui vẻ, hòa đồng. Thôi bây giờ bà về đi nhá. Dạ. Giờ bà về bà nghỉ hay là bà đi lượm ve chai nữa bà? Bây giờ bà về hay là bà đi lượm ve chai nữa? Về đi nhặt nữa mai bán. À, về là nhặt nữa mai bán. Dạ, rồi bà đi nhá. Dạ. Dạ, tối nay có thể con ra đấy, có gì con xem con có hỗ trợ được con gái bà cái gì không nhá. Dạ. Đấy, quý vị các bạn thấy không, bà 80 mấy tuổi